Xin chào tất cả các bạn, tôi là Hóa, hiện tại đang phụ trách bộ phận khảo sát thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay công ty chúng tôi có chuyến khảo sát thiết kế xuống cho bác Hùng, là bố của một vị khách hàng đang đi công tác xa tại xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thì hôm nay công ty chúng ba tôi gồm 3 người, đó là vẫn 3 khuôn mặt quen thuộc. Nếu như các bạn theo dõi kênh của chúng tôi thì đều biết chúng tôi là ai rồi. Thì đội chúng tôi chuyên đi khảo sát xuống xem khuôn viên khu đất nhà gia chủ cùng với các cái yếu tố phong thủy và tư vấn lấy thông tin chi tiết của nhà khách hàng tại khuôn viên khu đất mà gia chủ chuẩn bị xây dựng. Đấy, thì mời các bạn cùng xem chúng tôi xuống khảo sát như thế nào và quá trình chúng tôi xuống xem khuôn viên khu đất và bay flycam để dùng những cái công nghệ mới nhất để thiết kế cho nhà gia chủ tại khuôn viên khu đất nhà gia chủ trên 63 tỉnh thành các bạn nhé. Mời các bạn cùng đón xem. Và đặc biệt cho cái công ty cổ phần kiến trúc Kisato của chúng tôi thì đã được phục vụ khá nhiều trên 63 tỉnh thành nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Ở Thanh Hóa này chúng tôi phục vụ rất nhiều huyện của tỉnh Thanh Hóa rồi. Xã thì cũng có nhiều xã mà làm chúng tôi trùng hợp hoặc là những cái xã lân cận nhau. Đấy, bây giờ mỗi lần chúng tôi đi khảo sát thì đều có những cái cung đường mà chúng tôi đi lặp lại rồi. Và có thể xã này xã bên. Đấy, chúng tôi có thể phục vụ được trên 63 tỉnh thành nói chung và những cái huyện nói riêng thì chúng tôi đã đi gần hết. Thì như Thanh Hóa này thì như cung đường vào Thiệu Hóa này thì qua Yên Định chúng tôi cũng làm rồi, qua Hà Trung, qua Bỉm Sơn anh nhỉ. Thế xong rồi thành phố Thanh Hóa đúng không? Điểm thì có hết rồi. Gần như các huyện Thanh Hóa là chúng tôi cũng gần hết rồi, thì gần hết rồi. Đấy, huyện Bá Thước là những cái huyện xa nhất của tỉnh Thanh Hóa. Tôi cũng đã phục vụ được khách hàng trên đó rất nhiều. Thì hôm nay xuống vị khách hàng tại đây thì chúng tôi nhận thông tin từ anh và xuống để gặp bố anh khảo sát cho anh và chúng tôi dùng những cái công nghệ quay lại trực tiếp. Đấy, thì lúc anh dù vị gia chủ xây nhà ở xa nhưng mà qua cái hình ảnh này thì chúng tôi cũng có thể như là cả công ty đến làm việc cho nhà gia chủ, cộng với anh cũng phương xa cũng có thể thấy quá trình chúng tôi khảo sát như thế nào. Thì mời các bạn cùng đón xem quá trình làm việc của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Vâng, và đây là cái khuôn viên hiện trạng khu đất nhà gia chủ. Thì đây là mặt tiền nhà gia chủ đi từ ngoài ngõ này vào đấy ạ. Đấy, thì vào bên trong này phía đây là hình dáng đất là bắt đầu từ phía bên cổng bên này hết là vào bên tiếp bên kia với chiều dài là 17m. Còn chiều sâu của đây là được 16m rưỡi là phần đất tốt. Còn sau 16m rưỡi đấy là phần đất không ổn định. Đấy, thì dự kiến nhà bác Hùng sẽ xây dựng một ngôi nhà vườn mái thái tại đây với hướng chính là quay về hướng phía đằng trước này, là hướng đông đông nam với 22 độ, 112 độ. Đấy, còn đây là hướng đằng trước thì có một cái vườn, sau đó đến một cái nhà 2 tầng. Đấy, mái chưa làm xong. Đấy, đây là khu vực khuôn viên hiện trạng nhà bác này với chiều dài đây là 17m, chiều sâu là 16m rưỡi là phần đất ổn định. Rồi sau phần đấy là khu vực đất không ổn định nhưng vẫn là đất nhà bác, thì mọi người có thể nhìn rõ hơn cái khuôn viên hiện trạng khu đất này qua quá trình bay flycam của chúng tôi. Đấy, thì sảnh chính là sẽ quay về phía trước, còn có thể bố trí một sảnh phịnh quay hướng bên này. Đấy, thì nhà bác bố trí làm sao mà nhà bác đây là bố trí một cái cầu thang nữa ở phía bên đằng sau nhà hiện trạng này để sẽ đi lên phần mái, và bác không muốn đi theo cầu thang làm tạm cầu thang kia tại vì khó trèo. Đấy, rồi đây là xung quanh khuôn viên khu đất. Đây là khu vực phía đằng sau cốt hơn thấp, hơi thấp so với khu vực tôi đang đứng. Khu vực này ở gần sân bay Thọ Xuân. Xem quá trình bay flycam từ trên cao để hiểu rõ hơn cái khuôn viên hiện trạng khu đất nhà bác. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ dùng flycam để khảo sát cái khuôn viên hiện trạng nhà bác Hùng bác nhỉ? Vâng. Nhà bác Hùng tại xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa để xây dựng một ngôi nhà vườn mái thái. Tại đây thì mời các bạn cùng xem cái khuôn viên khu đất và xem là các cái công trình xung quanh nó có ảnh hưởng gì tới cái ngôi nhà bác chuẩn bị đặt trên cái khuôn viên khu đất nhà mình hay không, và cách khắc phục thì mời các bạn cùng đón xem ạ.
Đây là toàn bộ cái quang cảnh xã hiệu chính của nhà mình. Thì mời bác nhìn qua một vòng không gian xung quanh của xã này là họ như thế nào bác nhé. Thì đây thì nhìn tổng thể từ trên cao này, thì hướng bên này là đang hướng đằng phía bác đơn đang định quay nhà đấy bác. Vâng. Thì là có hai cái từ đường này. Đông Đông Nam đấy. Vâng, có hai cái từ đường ở phía bên phải kìa. Đấy, xong quay sang đây. Cũng khá nhiều nhà là toàn như nhà lại gần như là nhà cũ thôi bác nhỉ. Vâng. Đấy, không có các cái ấy thiết kế nhiều. Đấy, xung quanh đây là vẫn
ra bọn cháu lấy hết hướng và các cái công trình xung quanh thì không thấy nó ảnh hưởng gì lắm. Đấy, về thầy phong thủy sẽ tư vấn thêm cho bác qua cái video này. Đấy, thì anh ở bên nước ngoài cũng có thể nhìn được cái khuôn viên hiện trạng khu đất thì mình từ trên cao và cái các công trình xung quanh qua cái video này. Đấy, thì từ đấy anh có thể nắm bắt được. Đấy, lúc thì bọn cháu có cái gì anh hỏi han hay gì thì bọn cháu sẽ tư vấn cho bác nhà anh qua cái video này. Bọn cháu sẽ làm tư liệu về là bên cháu có thể phong thủy sẽ tư vấn trực tiếp. Đấy. Thế là vừa rồi là bác vừa nhìn qua cái khuôn viên hiện trạng khu đất nhà mình cùng với các cái công trình yếu tố xung quanh xem có ảnh hưởng gì đến khuôn viên khu đất nhà mình không. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video khảo sát tiếp theo và hãy đón chờ cái sản phẩm thiết kế của chúng tôi thiết kế ra cho bác Hùng cùng với anh Dũng mà nhỉ, anh Dũng lên anh Dũng. Vâng, đấy thì mời các bạn cùng đón xem cái sản phẩm của chúng tôi làm ra để phục vụ cho bác và anh đã gửi gắm vào công ty chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.